chào mọi người, trả lại kênh Lý Hùng Vlog hôm nay. Thì hôm nay Lý Hùng sẽ cho các bạn thấy được một chiếc cái anh chàng đó đi chợ. Thường thường chúng ta đi chợ bằng chiếc xe hai bánh phải không? Nhưng hôm nay anh ta sẽ đi chợ bằng chiếc xe một bánh và trên tay xách một rồi. Thì hôm nay mình sẽ cùng theo dõi anh ta nha trên đoạn đường. Nên mình đi vô tình được quay được anh ra trên đoạn đường. Thì hôm nay mình sẽ cùng theo dõi anh ta. Vâng, mời các bạn xem. Oh,